xin giới thiệu, đây là dàn mini có chứa ổ cứng HDD phía trong Amply, đến từ thương hiệu Panasonic. Model là Panasonic SX-S400, dàn này full chức năng, siêu nhiều chức năng trong một bộ dàn như vậy nha. Đầu tiên là chức năng CD hoạt động ok. Tiếp theo là ngõ AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính, thẻ nhớ SD. Và phía trong Amply này có chứa ổ cứng HDD, mình có thể lưu tầm 40.000 bài nhạc, một con số khá lý tưởng để các bác có thể chép được những bài hát yêu thích, lưu trữ vào trong ổ cứng phía trong Amply. Mình lưu từ ngày này qua ngày nọ, từ năm này qua năm nọ, thích thì chép vào, không thích đó thì xóa đi. Mình có thể phát được những bài hát yêu thích mà không cần sợ nó mất đi. Màn hình hiển thị tương đối khá lớn, và khi các bác chuyển đủ 100%, em còn tặng cho mình thêm một cái rơ mắt học, chỉnh được bass, treble, chỉnh được super bass siêu trầm, chỉnh được full chức năng. Bass của loa là 10 cm, chiều cao của loa là 25 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45 cm. Bộ dàn này sử dụng tốt cho phòng từ 15 đến 30 m². Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Các bác có nhu cầu mua cục chuyển điện Leo kèm dàn thì liên hệ em sẽ ship chung cho mình nha. Hoặc là các bác muốn gắn thêm Bluetooth cho cái dàn này full luôn chức năng thêm Bluetooth á, thì liên hệ em sẽ nhờ thợ gắn Bluetooth cho mình. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 300.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Còn mình chuyển đủ thì em sẽ khuyến mãi tặng thêm cho mình một cái robot học chỉnh đầy đủ các chức năng trên bộ dàn này. Đây là tổng thể mặt sau của cả bộ dàn. Đây là ngõ AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính.